hôm nay mấy con về đủ duyên gặp thầy, mấy con được học những cái, nghe được những cái lời, thì mấy con hãy cố gắng cứu mình cho hôm nay cứu mình. Còn con bây giờ lớn tuổi rồi, về khép cửa lại, cửa thất lại, nỗ lực tu, ôm một chặt một cái pháp tu cho thành một cái đạo lực để làm chủ. Nhất là con về con tu như thế này, âm bất động thanh thản là vô sự, ngồi lại nhìn lại cái trong đầu của mình coi nó có khởi niệm không. Hãy mà nhìn tỉnh táo thì nó không bao giờ niệm, mà hơi lờ mờ thì không phóng niệm ra. Phóng niệm ra thì ngay đó thì tắc ý đủ liền, tâm bất động thanh thản là vô sự. Chỗ này không có niệm nào mà xen vô được. Mình nói vậy cái nó trở về yên lặng, rồi nó hiện ra nữa, tắc nữa, cứ như vậy ngày lấy chừng nó đoạt được, nó không có còn cái niệm nào nữa. Thì lúc bây giờ nhìn lại coi nó ở đâu thì thấy nó biết, hơi thở ra vô nó cảm nhận thật, biết nó đang ở trên tứ niệm xứ rồi. Mày đi vào tứ niệm xứ, tam sẽ cho tu tập tứ niệm xứ. Lúc bây giờ con cứ nhắc cảm giác toàn thân tôi biết nó vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Thì con nhắc vậy thì con nói cái tâm nó nhận thấy hơi thở và nó cảm nhận toàn thân con. Bậc thầy, cái tứ niệm xứ với cái đại niệm xứ nó khác nhau như thế nào? Coi như là tứ niệm xứ với đại niệm xứ, thì chỉ đại niệm xứ là cái chỗ tu tới rốt ráo, còn cái tứ niệm xứ là cái người mới tu. Cho nên nó đại niệm xứ là cái tới chỗ rốt ráo rồi đó, là tức là tự cái tâm anh nó quay vô, nó quán trên tứ niệm xứ. Còn bắt đầu bây giờ cái tứ niệm xứ đó là con mới bắt nó để mà quán thân, cũng như bây giờ thầy nói cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân đó là con bắt nó ở trên tứ niệm xứ, tức là tứ niệm xứ chứ chưa phải là đại tứ niệm xứ. Đại tứ niệm xứ là lúc bây giờ tự nó quay vô rồi. Cũng như bây giờ con tu tứ pháp tứ chánh cần như vậy, ngăn ái gì ha, bây giờ tứ chánh cần mà không còn niệm nữa thì nó ở trên tứ niệm xứ rồi, thì lúc bây giờ mới chuyển qua tứ niệm xứ liền. Bởi vì cái lớp tứ chánh cần là ở trong bát chánh đạo, nó là chánh tinh tấn lớp thứ sáu, mà đến chánh niệm là tứ niệm xứ, cho nên lớp thứ sáu nó xong rồi thì mới bước qua cái lớp thứ bảy là chánh niệm, mà chánh niệm là tứ niệm xứ. Khi nó tự nó quán thân luôn được rồi thì lúc bây giờ đại tứ niệm xứ. Còn con chưa có gì hết mà con vô con tu tứ niệm xứ là tiểu tứ niệm xứ đó. Thật tứ niệm xứ, con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên khi mà đọc cái bài kinh á mà nói tứ niệm xứ không á thì biết rằng cái này chưa rốt ráo, tức là nó chưa quay vô mà mình bắt ép nó quay vô. Bây giờ nó quán tứ niệm xứ. Thì bậc thầy, như mình tu cái nào trước? Coi như là mình tu tứ niệm xứ trước. Rồi sau khi nó thuần thuộc rồi thì như mình là một người đứng ở ngoài mình nhìn nó quán thân nó. Còn mình chưa có đứng nhìn nó mà mình vận dụng để cho nó tập trung nó quán thân đó là tứ niệm xứ. Khi nào nó thuần thuộc rồi đó thì con đứng ở ngoài con nhìn nó quán. Còn tứ chánh cần mình tu lúc nào? Tứ chánh cần là bắt đầu vô tu, là con vô tu tứ chánh cần là khi mà con giữ hành ăn ngủ không phi thời với độc cư trọn vẹn thì con tu tứ chánh cần, con ngồi để con ngăn ác diệt ác trong cái tâm của con. Khi nào mà con ngăn ác diệt ác nó sập rồi thì nó còn cái tâm bất động của con, mà tâm bất động con thì cái tâm của con nó sẽ định trên thân con, nó định thân con thì nó quán. Đó là bắt đầu con vô tứ niệm xứ. Con vô tứ niệm xứ con kéo dài từ nửa tiếng đến một tiếng thì bắt đầu thấy nó thấy con như là con đứng ở ngoài con nhìn nó quán. Thì lúc bây giờ đó con vô đại tứ niệm xứ. Chứ mới đầu nó thanh tịnh á thì con thấy nó quán trên thân, nhưng mà nếu mà con không kéo dài tăng thêm từ 1 giờ hoặc 2 giờ thì con chưa đủ sức để cho nó ở trên thân, nó quán thân, nó đi sâu vô. Thì lúc bây giờ thì con phải ở trên cái tứ niệm xứ mà mới đầu đó, thì con kéo dài tăng lên rồi bắt đầu nó thuần quen rồi thì coi như nó quán thân nó được rồi, thì con như đứng ở ngoài để con nhìn nó quán, thì lúc bây giờ con vô đại tứ niệm xứ. Mình là thầy nó cứ bị thấy gián đoạn rồi. Sao cứ gián đoạn con. Còn sau này đầu tiên nó còn trên tứ chánh cần nó không niệm rồi thì nó còn bị gián đoạn. Nó gián đoạn rồi mình tăng dần thôi. Khi mà nó vào đại tứ niệm xứ rồi thì nó không gián đoạn, nó kéo dài. Nó là đại tứ niệm xứ. Cho nên mới gọi chỉ đại đó. Luôn liên tục rồi. Con cố gắng lên, nhưng mà nó được gián đoạn rồi nó thất niệm đấy. Nó thất niệm. Nó được có lúc rồi cái nó gián đoạn rồi nó thất niệm. Nó thất niệm rồi. Cho nên khi mà tu tứ niệm xứ nó liên tục 7 ngày đêm rồi. Nó trên thân nó quán thân. Tự nó trên thân quán thân, nó nhiếp phục tam môn, nó nhiếp phục như vi tế rồi. Chứ nó còn niệm là con phải, khi mà con ngồi lại mà còn niệm khởi trong đầu con, còn hôn trầm hoặc còn cảm thọ, đó là con phải ở trên tứ chánh cần. Chứ không thể mà vô tứ niệm xứ được. Còn nó hết niệm, nó không cảm thọ, nó không hôn trầm thì nghiên, thì đó là con vô tứ niệm xứ được. Mình phải biết được cái, bởi vì tứ chánh cần nó phải tu trước tứ niệm xứ.
mà tứ vẫn còn chưa xong, mà vào tứ niệm xứ tu là tu chưa có xong. Cho nên hầu hết là thầy nói các sư dù là quý thầy quý sư đọc pháp tứ niệm xứ thì đọc đó, mà tu biết chưa biết được cái trình độ của mình tu tứ niệm xứ, mà cứ nghe tứ niệm xứ là ôm vô tu là sai. Cho nên khi mà mình còn vọng tưởng, còn hôn trầm thì miên, còn ngồi nghe nó còn cảm thọ tê nhức đau, thì tức là còn tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần nó mới ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện mới được. Còn vô tứ niệm xứ là đâu có chuyện này được, nó đâu có ngăn được nữa. Cho nên mình phải biết khi tứ niệm xứ thì tự nó nhiếp phục rồi, cho nên nó quán thân là nó nhiếp phục, mà nó nhiếp phục những cái vi tế chứ không phải còn cái niệm khởi. Cho nên cuối cùng nó chính đạt.